Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 19 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc bị Phật giáo Miến Điện đe dọa. Pháp, Đức, Ý tham gia ngân hàng châu Á của Trung Quốc. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền ở Myanmar, cô Giang Hili, hôm thứ Tư nói rằng cô mong được chính phủ Myanmar bảo đảm an toàn sau khi một tu sĩ Phật giáo có khuynh hướng quá khích gọi cô bằng một từ khiếm nhã, đồng thời đe dọa sẽ suối đệ tử của ông ta chống bán cô. Trước đó, báo cáo viên Yang Hili đã khiến Yangon bất bình khi mạnh miệng kêu gọi tự do dân chủ cho Myanmar, trong đó có yêu cầu Yangon chấp thuận chuyển công dân của người thiểu số Rohingya theo đạo hồi ở bang Rakhine. Những lời kêu gọi trên đã khiến báo cáo viên nhân quyền Yang Hili trở thành kẻ thù của phe Phật giáo cứng rắn do nhà sư Asin Wi Thaku cầm đầu. Được biết, ngay sau khi cô Giang Haley đệ nạp bản phúc trình của cô về tình trạng nhân quyền Myanmar lên Liên Hiệp Quốc tại Geneva hồi tuần trước, thì nhà sư Wiratu đang chủ trương chống lại cộng đồng thủy số Rohingya ở Rakhine, cũng từng có lúc tự xưng là Bin Laden Miến Điện, đã viết trên Facebook rằng những người miếng yêu nước phải dạy cho cô một bài học đích đáng. Thưa quý vị, đảng đối lập Hồi giáo lớn nhất Malaysia gọi tắt là PAS hôm thứ Tư lại phát động chiến dịch cổ vũ bộ luật hình sự với những quy định khắc khe của đạo hồi trong việc xử phạt. Theo các nhà phân tích, thì việc này có thể gây chia rẽ trong chính hàng ngũ của PAS, vốn đang trên đà mất quyền lực lâu nay. PAS là liên minh đối lập gồm ba đảng chính trị, có thế mạnh bao trùm bang Kelantan rộng lớn ở mạng Đông Bắc Malaysia. Theo nguồn tin AP hôm thứ Tư, một trong ba đảng thuộc Liên minh PAS vừa lên tiếng cho hay đang xét lại tư thế liên kết của mình với PAS, rằng việc vận động luật hình sự cứng rắn của Hồi giáo chẳng khác nào hành động đâm sau lưng chiến hữu của mình. Liên minh Hồi giáo đối lập PAS từng đạt chiến thắng 52% trong cuộc bầu cử năm 2013 nhưng không nắm đa số ở Quốc hội Malaysia. Nay với chiến dịch về luật hồi giáo cực đoan, liên minh này gặp sự chống đối ngay trong nội bộ. Thêm ba quốc gia châu Âu là Đức, Pháp và Italy loan báo sẽ tham gia ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc khởi xướng. Tuần trước, Anh là quốc gia đầu tiên của châu Âu trở thành thành viên của AIIB, kéo theo quyết định của Pháp, Đức và Ý là ba trong bảy nước thuộc nhóm G7 hôm thứ ba tuần này. Từ năm 2013, Trung Quốc đề nghị thành lập ngân hàng nhằm tài trợ những dự án đường xá và cơ sở hạ tầng với vốn 50 tỷ đô la cam kết từ Bắc Kinh. 21 chính phủ, trong đó có Ấn Độ, New Zealand, Thái Lan, cho biết đang nghĩ đến việc gia nhập cơ chế tài chính AIIB này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Nam Hàn và Úc thì không đã động tới kế hoạch này. Washington từng bày tỏ quan ngại là AIIB có thể làm lịch tiêu chuẩn của môi trường cho vay, trong đó bao gồm những vấn đề như quyền lao động, sự minh bạch tài chính, chưa kể có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình cho vay của hai định chế tài chính lớn là Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Hàng trăm người Đài Loan, đa phần sinh viên học sinh hôm thứ Tư biểu tình đánh dấu phong trào Hoa Hương Dương mà người trẻ phát động hồi năm ngoái, chiếm quốc hội hơn 3 tuần nhằm chống lại hiệp ước mộ dịch mà Đài Bắc đã ký với Bắc Kinh, chờ quốc hội phê chuẩn. Những người trẻ xuống đường ngày hôm qua lập lại lời kêu gọi chính phủ quốc dân đảng đương quyền khoan ký kết bất cứ thỏa thuận nào với Bắc Kinh trước khi có cuộc tổng tuyển cử năm tới. Cảnh sát Đài Loan cho biết có khoảng 800 người tham dự cuộc biểu tình ôn hòa này. Trước đó, từ sáng sớm, đoàn biểu tình đã tuần hành qua tòa nhà quốc hội kêu gọi chính phủ cho người dân quyền góp tiếng mạnh hơn trước những vấn đề gây tranh cãi. Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra về đe dọa ám sát đại sứ Hoa Kỳ Caroline Kennedy ở Tokyo và tổng lãnh sự Mỹ ở Okinawa, ông Alfred McLevy. Báo Yomiuri Shimbun phát hành ở Nhật Bản đưa tin đây là những lời đe dọa mà bà đại sứ Kennedy nhận được qua điện thoại hồi tháng trước, kèm theo những lời nhắn gửi tương tự khác cho ông McLevy do một người dân nói qua điện thoại bằng anh ngữ. Hãng tin quốc tế Reuters cho hay chưa thể xác nhận báo cáo liên quan đến vụ đe dọa này. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nhật và ngay cả cơ quan cảnh sát Tokyo cũng từ chối bình luận. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ avetungviet.net. Nếu bị từ lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễn Thi và Trân Như, xin kính chào tạm biệt quý vị.